Mùa dịch mọi người ạ. Trữ vịt với lại ngan với lại gà để chống dịch. Ngan lại sợ vịt à? Bây giờ hạn chế đi ra ngoài đường cho nên là nhà em phòng thức ăn bằng cách là ngan, vịt, gà, cá để thay nhau gọi là đổi khẩu vị cho từng ngày. Tối đa không đi ra ngoài, không phải đi chợ gì, rau thì cũng quanh quanh nhà thôi, rau là chủ yếu là các cái củ quả thì mình mua sẵn, còn ở ngoài vườn này đủ thay đổi. Cặp nhung hiêu này bé bé xinh xinh, bạn ấy đang ăn mùa nhung thứ hai nên là bé chắc là chỉ tầm khoảng 3 lạng gì đấy, hơn 3 lạng một tí. Ăn xong rồi bạn ấy nằm. Bạn bên kia đang lên nhung và đang lên lần hai đấy nhé mọi người nhé. Đây, bạn này mới cắt xong rồi đang lên lần hai. Các bạn này đều đang lên hết, ba bạn này đều đang lên nhung. Cả các bạn này đều cắt rồi và đang lên nhung. Đang lên tiếp các bạn trong này không thấy, đang lên nhung tiếp đây. Đây. Quay sát ra cặp nhung cho mọi người xem. Đấy. Bạn này cũng đang lên lại nhung mọi người nhé, cắt một lần rồi bây giờ lên lần hai. Đấy, gần như năm nay tất cả các bạn đều lên lần hai hết. Đấy, đây là
là trữ mùa dịch Covid của nhà mình, ngan, vịt và gà. Đấy, cá thì để trong tủ đông rồi. Cá làm để trong tủ đông rồi, bây giờ chỉ cần thay đổi các món ăn. Thế là xong. Thế thôi, tạm biệt mọi người nhé.